Chào tất cả anh em đã đến với kênh Giúp Bô Hải Nguyễn. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh em một số dòng Giúp Bô đời số New Full Book. Anh em xem video nhớ đăng ký like giùm em nha. Cũng như phương thức cũ, bên em nhận chuyển khoản phí ship, có cọc 100k giá trị dưới 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu nha. Rồi, ở Sài Gòn thì anh em có thể tới trực tiếp tại Bình Tân, giao dịch trực tiếp luôn ha. Giới thiệu những cái con đời số này để cho anh em mới chơi hoặc là làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Cái bộ đời số thì New Full Book thì em chỉ quay tổng thể sơ thôi nha, tại vì nó new chưa sử dụng nên không cần phải quay chi tiết ha. Thì em bao new không lỗi lầm gì nha, em chỉ quay sơ tổng thể cái. Con này sơn tĩnh điện ha, cốt đồng. Nếu anh em xài thời gian chán hay là nó bị chốc sơn gì đó, mình xả ra nó thành nguyên là một con rác. Hoàn toàn nha anh em. Mã số 1 450. Mã số 2. Cũng là một con xe tĩnh điện luôn. Chủ đề school khá đẹp, cũng cốt đồng luôn, xài chán thì chốc sơn hay gì đó xả ra rác. Này 212 trùng 5 tháng 212 luôn ha anh em. Chủ đề school khá đẹp. Hãy giờ cốt lề nó hơi lỏng đó. Thì anh em muốn làm cho nó cứng cáp thì chốt rồi báo em nha, để em làm cốt lại cho, tại vì hàng mới, hàng new thì em không đụng chạm gì vô hết ha. Có yêu cầu thì nhớ nhắn báo giùm em.
450. Sức bụi chủ đề xe Chevrolet đó, sản xuất 2013. Anh em nào đi xe ô tô hiệu này thì mua con này về xài cho đúng bài luôn.
đề rượu Jack Daniel. Con này sản xuất 2003. Những năm đầu 2003 này á thì linh kiện của nó hoàn toàn là giống như là đề La Mã. Lề cũng giống đề lề La Mã. Búa cam cũng giống như đời La Mã. Thì những con này nó sẽ giá nó sẽ cao hơn. Nó cao hơn hàng số bình thường, những cái con đời số thấp thì nó sẽ cao hơn nha anh em. Anh em phải hiểu cái vấn đề như vậy chứ không phải là thấy là số là bắt đầu là nó ngang bằng nhau, không có. Zippo thì nó từ thì chủ đề cho tới năm sản xuất. Những năm đầu của đời 2003 cho tới 2001, 2002, 2001 rồi linh kiện nó xài rồi. Linh kiện như xài như, cho La Mã, như La Mã luôn. Satin chủ đề rượu như con số 7 luôn. Con này 204. Ký của tay tay đua đeo en hết. Hai cái màu nó đẹp. Cái này nó dính keo. Dấu vân tay. Dòng này nó cũng bị trang như HB. Nhưng mà cái màu nó sẫm sẫm đen. Con đó thì đi kèm bút thiết. Số 9, 550. Những cái dòng đời số đầu, đời số thấp thì nó sẽ cao giá hơn đời số ca đời cao sau này. Dòng này là cũng thuộc của hãng thuốc lá Marlboro đặt làm.
này sản xuất 207. Khá đẹp đó anh em mà thích xe đua cũng hợp lý á. Cùng HP nha, in nắp nhiệt, chủ đề xe đua trùng năm. Chó cho anh em tuổi tuất nè, dòng HP tem này nó rách rồi. Tem này thì cũng không quan trọng lắm đâu nha anh em. Con này sản xuất 204. Sơn tĩnh điện cốt rát năm 2015, chủ đề ông tổ của Zippo. Ông này là ông cố nội á. Ông này sản xuất ra Zippo. Sơn khá đẹp ha anh em. Trùng 5 tháng ha. Zippo 650. Rồi em lên con cuối cùng. Con này chủ đề cũng đẹp. Con này là chủ đề không quân Hoa Kỳ Air Force. Dòng sức bụi. In hấp nhiệt chủ đề của không quân Hoa Kỳ. Con này sản xuất 2013.
650. Rồi em chuẩn bị xuống video đây ha. Anh em thích chốt mã nào chụp màn hình lại gửi qua Zalo giúp em nha. Rồi em nói lại cách thức giao dịch lần cuối nha. Là bên em nhận chuyển khoản free ship code cọc 100k. Giá trị dưới 1 triệu ha. Rồi ở Sài Gòn anh em có thể tới trực tiếp ở Bình Tân để giao dịch, hoặc lên Google Maps gõ giúp cô Hải Nguyễn ra là có em trên đó ha. Rồi em xin chào anh em, chúc anh em một ngày Chủ nhật an lành.